Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp theo sẽ là một cô gái dịu dàng với lối sáng tác giàu tính thơ ca. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Nhật Hà. Năm nay mình 26 tuổi, công việc hiện tại của mình là chuyên viên truyền thông. Không chỉ Hà mà chắc là nhiều bạn trẻ cũng đã mong đợi một chương trình giống như là Bài Hát Hay Nhất từ lâu rồi. Bởi vì Hà nghĩ rằng đã là người làm công việc sáng tạo thì mình luôn muốn được đi đến tận cùng cái quá trình hoàn thiện cái sáng tác của mình, để cảm nhận, để khi mà cái cảm xúc đủ đầy rồi mình có thể trình diễn một cách trọn vẹn. Cái tấm gương về nghệ thuật mà lớn nhất đối với Hà chính là ông ngoại, là nhà thơ Phan Vũ, tác giả của bài thơ Em ơi Hà Nội phố mà nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc. Ông ngoại của Hà năm nay thì đã 90 tuổi rồi, nhưng mà ngày nào ông cũng vẽ tranh, ông cũng làm thơ. Và Hà nghĩ là chính nghệ thuật đã làm cho tâm hồn của ông rất là trẻ. Thơ của ông là nhiều người phổ nhạc. Cái người đang ngồi trên giám khảo cũng phổ của tôi, giáng son. Nhưng mà con cháu tôi thì nó là không thích phổ của tôi. Bình thường khi mà mình hát ở nhà thì ông cũng lớn tuổi rồi nên nghe không rõ. Lần này hy vọng là với cả cái dàn âm thanh hoàn chỉnh như vậy thì ông có thể nghe rất là rõ cái bài hát của mình. Chút ít nữa thôi là Hà sẽ lên sân khấu, thì cũng chỉ mong là mình có thể hoàn thành cái phần thi này một cách trọn vẹn nhất để gửi tặng đến tất cả những người đã bên cạnh và ủng hộ Hà. Dù xa cách với vợi, buồn trôi không thôi. Chỉ cần thấy mặt trời. Và có lúc dòng sông cũng cạn khô rồi, bay lên hóa thành mây trắng sông trời. Nhờ nhớ chốn dòng trời. Chỉ cần
nhìn thấy mặt trời. Chào em. Em xin chào các anh chị ạ. Có vẻ như mình run quá phải không? Dạ vâng, em cũng hơi run ạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Trần Nhật Hà, năm nay em 26 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tôi phải nói thêm rằng là tôi biết Trần Nhật Hà từ lâu, Hà có học hòa âm và sáng tác với tôi. Hôm nay giọng hát của bạn không thực sự tốt để trình diễn bài hát này đúng không? Bạn có thấy hối tiếc về nó không? Dạ, tại vì thật sự ra thì cũng có những điều nó là nhân duyên ạ. Thì cũng không thể nào mà mình kiểm soát được cái chuyện mà sức khỏe của mình đến ngày hôm nay nó như vậy. Thì thật ra đây cũng là một cơ hội để em trình diễn cái ca khúc của em với mọi người. Đối với em nó cũng là đã là một điều rất là vui rồi ạ. Trước khi các vị ở đây có ý kiến về bài hát thì bởi vì là một người thầy của bạn cho nên là tôi phải bắt lỗi bạn trước. Tôi đã từng làm việc với bạn và tôi không cho phép bạn ở cái đoạn điệp khúc là dòng sông trôi, trôi ra biển lớn. Đó là một cái lỗi vô cùng lớn. Có nhận ra được không ạ Hà? Em nói chung là bài hát mà để 100% cái lời á thì nó thật là đúng là nó rất là khó, bởi vì cái bài này của em viết theo một cái chủ đề nó rất là chặt. Tức là nó sẽ không được đi là anh yêu em những cái tán rộng, cho nên em cũng rất suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà không phải là về lời. Hoàn toàn em có thể giữ dòng sông trôi trôi ra biển lớn, nhưng mà phải là mì son lá lá thì có thể là mì son mì lá. Dòng sông trôi trôi ra biển lớn. Một chút xíu thôi Hà ơi, em đã tốt nghiệp rồi. Dưới góc độ của tôi ấy, thì tôi thấy là đây là một cái điều rất là dễ thương. Em cứ viết tiếp đi, bởi vì là tìm được một người phụ nữ khi cầm bút viết sáng tác là một điều rất là quý, rất là hiếm đối với cuộc sống bây giờ. Đặc biệt là một cuộc sống ở trong này lúc nào cũng tấp nập như này. Và tôi nhận ra được một điều là em rất là lãng mạn. Và đúng là quả thật là hôm nay là cái giọng hát của mình, bởi vì sing my song mà. Tức là mình phải hát lên cái bài hát của mình thì đúng là một cái rất là khó để có thể để hoàn thiện được. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng em đã là em và em cứ cố gắng. Và âm nhạc là một điều mà tôi nghĩ là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Và tôi cảm ơn em. Thật ra anh Sơn anh nói về cái sự lãng mạn trong cái lời hát của Trần Nhật Hà thì Sơn sẽ rất là ngạc nhiên khi biết rằng là Hà cô ấy là người con đất Bắc. Trong nhà cô ấy là có rất nhiều người văn chương. Và cho phép thầy nói nhé. Ông ngoại của Hà chính là tác giả của Em ơi Hà Nội phố, cái bài thơ mà chúng ta vừa chào anh nghe. Phan Vũ ấy hả? Ô, hôm cũng rất là vui là ngày hôm kia anh vừa gọi điện cho anh Phan Vũ. Anh Phan Vũ thì là một người bạn rất là thân của anh. À tôi xin lỗi, tôi gọi là anh thì em phải gọi đây là cháu ạ. Đây là cái chuyện mà giữa bạn bè thôi, thì thật ra nhà thơ Phan Vũ thì năm nay cũng phải đến 90-92 rồi đó đúng không? Thật ra thì cái bài Em ơi Hà Nội phố là một cái tác phẩm trường ca của nhà thơ Phan Vũ. Đây là một cái trường ca rất là dài. Và nhạc sĩ Phô Quang chỉ lấy một cái đoạn rất là nhỏ thôi để mà phổ thơ. Và tôi đã được cùng với ông em chơi ở trong thư viện Hà Nội và xung quanh là một không gian rất là đẹp. Tức là mọi người đốt nến lên và nhà thơ Văn Vũ đọc nguyên cả một cái trường ca như vậy. Và tôi chơi guitar để lột tả được cái bài thơ đó. Và từ đấy trở đi thì tôi xin gọi, tức là ông Văn Vũ cũng gọi tôi là anh em thôi. Tức là hôm nay là ở trên này mình cũng dùng cái từ ấy nó... Nói theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tất cả đều là anh em. Đâu có bà con chi mua mà gọi là chủ cái chảo. Ông cụ hôm nay có đi không? Dạ, có ạ. Không biết là có được gặp ông không nhỉ? Tại vì rất ít khán giả được biết mặt một nhà thơ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Dạ vâng ạ. Đây rồi, nhà thơ Phan Vũ yêu quý của chúng ta. Em chào anh. Em chào anh, em Lê Minh Sơn đấy. Dạ. Nhà thơ Văn Vũ nói là mày dạo này đẹp trai thế. Đây là một trong những huyền thoại về thi ca của Việt Nam. Là một đạo diễn rất là nổi tiếng từ ngày xưa mà thế hệ chúng tôi những cái năm 8 mấy, 9 mấy là xem những bộ phim của anh. Đó là phim Người Không Mang Họ rồi Bí Mật Thành Phố Cấm. Ngoài ra nhà thơ là một họa sĩ rất là tài danh và tranh của ông đã được trưng bày ở rất là nhiều những bảo tàng khác nhau. Và tôi là thế hệ con cháu nhưng cũng rất may là được chơi với thế hệ của ông và được ông coi mình như một thằng em nhỏ. Hôm nay tôi làm MC bất đắc dĩ. Cảm ơn anh. Sắp tới tôi sẽ đọc một cái bài về Sài Gòn, Bao Giờ Về Sài Gòn. Và tôi muốn là có cái dịp nào anh với tôi cộng tác với nhau.
Chắc chắn là cháu sẽ rất là hân hạnh vì được làm việc với bác. Dạ vâng ạ. Chúc anh sức khỏe nhá. Em còn ở lại đây thì dạ. Dạ vâng, hôm qua em gọi anh. Em dạ. Gọi anh mà. Không, nhưng mà để mà thấy lại một lần nữa là Sinh Mai Song rất là trong sáng. Tôi không hề biết đây là cháu của một cái người bạn rất là thân của tôi. Và ngày hôm qua tôi có gọi điện cho anh thì anh bảo là anh rất là bận và anh không thể ấy được. Và hôm qua ấy, dạ. Còn bé cháu nó căn dặn tôi rất nhiều lần mà đừng nói với ông Sơn với chị Sơn là nó là cháu thi hôm nay. Nó căn dặn rất nhiều lần. Nhưng mà ông đừng có la cháu vì anh Trí nói chứ không phải cháu nói đâu. Ơ em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng, chúng ta được một cái giây phút rất là tuyệt vời khi chúng ta gặp được một trong những nhà thơ, một trong những người làm về văn hóa huyền thoại của đất nước. Và hiện nay ông đã hơn 90 tuổi rồi. Yeah. Với sự xuất hiện của nhà thơ gạo cội Phan Vũ, tác giả bài Trường Ca Em ơi Hà Nội phố đã mang đến cho chúng ta những giây phút vô cùng quý giá về một tài năng lỗi lạc của nền thơ ca Việt Nam. Hy vọng với nhiệt huyết đam mê nghệ thuật của ông, Nhật Hà sẽ tiếp tục duy trì con đường sáng tác đầy hứa hẹn của mình.